Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Là một chuyên kỳ trước ta đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về Angry Birds Star Wars phần 2. Thì ở trong tập trước thì mình đã chơi xong tập tập 1 ở phần đó chính là cuộc xâm lược Naboo rồi. Rồi tập tiếp theo là Escape from Tatooine. Đó trốn khỏi Tatooine. Thế thì chúng ta sang phần 1. Jar Jar Binks là để Jar Jar Binks nhá, để đi nhá. Nhưng mà này mang lại một chút ếch nhỏ. Chút nhỏ ếch. Như này, như này. Ui. Ring ring ring. Biết ngay mà này sẽ được 3 sao mà Level Master. Sợ đó là cái cặp nên là chỉ là cái gì. Ê ê ê. Chưa tới, vẫn chưa tới. Rồi, rồi. Đã chết đi chứ hai con kia mẹ. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi. Giờ biết game nó sẽ là cái thật là đá thật mà. Đây đấy. Chết. Hôm nay á. Nghĩ ra rồi, nghĩ sao nó bỏ đi. Nghĩ sao nó bỏ đi. Để cho ra được. Ê, ê. Cơ hội quay. Đúng rồi. Mình tiếp theo một chiếc số 3. Đây là mình để nó ném cái này à. What the fuck? À, đúng rồi. một con nữa. Ok. May thằng cuối cùng. Hahaha.
nhìn xem chúng ta nhận được gì đây, Obi-Wan đây với cả Anakin trên bản tập 2 đó. Lưỡi của con này giống như một sợi dây, ông kêu kêu gì à? Lưỡi của con Jack Jumping này giống như một sợi dây, lưỡi của nó giống như một sợi dây gì ạ? Lưỡi của nó giống như một sợi dây. Mang này kiểu gì chứ, mang gì là 3 sao. Đấy là game mà. Màn chơi số 5. Làm gì đây? Làm gì đây? Này lôi cái nước nó này xuống à? Trời ạ. What the fuck cái gì này? What the fuck? Bây giờ mình không chơi vì tiền. Mình chơi trò này với mục đích là vượt qua hết tất cả các màn. Ý là đang lắp một kịp. Hầu như là mình đã dùng cái con Anakin của bản phần 1 này rồi để lấy bản đồ. Không rồi. Trong tầm này. Ui! Ba sare. Manche so bai. Có ai đánh cửa đằng sau không? Bộ. À đâu, không cần đâu, không cần đâu. Giữa con kia là thôi. Ok. Go.
Thế mà đây không gì phải nói hết hết mình nghĩ rằng Man số 8 Chơi. Nhéo các bạn, nhéo các bạn đồ. Đấy kêu mấy đồng xin. Ghê sẽ chết bà cột. Mong là màn này cũng sẽ được bà sao. Rồi. Ô, bà bố cái đồ. Kìa, phải cái kìa, lấy cái bản đồ kìa. Đấy, mình chưa dùng. This love. Boom. Cuối cùng lấy được bản đồ. Dùng một con xe lợn nè. Hai hòa mình cũng dùng một con xe lợn nè. Xe lợn lấy cái bản đồ. Mà này ơi. Mà này đi nghĩ gì vậy rồi. What? Here we go, see. Có là Anakin. Màn chơi số 2.
Ý thắng rồi sao ấy? Yoda là bạn hình. Có cả Yoda mà người ta có cả Yoda. Chơi. Ha 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 ha. Bàn số 12 nào. Thực ra là mình nhắm vào cái mình hiểu rồi. chết chết à? Chơi. Tiếp là chỉ được 2 sao. Yoda mà này cũng như Yoda. Cũng như Yoda như giống như bạn kia. Thế thôi, chỉ có thể nhắm với ai. Từ ra kia thì ra chỉ có nhắm vào cái cơ. Nó có cái thuốc nổ là bật. Tiếp nghe xin lạc quan. What? Oh,
mắn rồi, không may, không may mắn rồi. Rồi, 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 rồi. Chết. Lần này vô đa và cho gia đình. Boom. Mày thằng cuối cùng. Mày thằng cuối cùng. Bye bye. Vĩnh biệt mày. Một sao à? Nhặt hết xu thì cũng dễ rồi. Ui giời ơi. Nhắm ở đây là chính rồi. Sót một con nữa, sót một con, sót một. Không may mắn rồi. Ba sao ghê. Ô chơi game một cái bản đồ kìa, ô chơi game một cái bản đồ kìa. Không lấy được gì nhưng mà không lấy được gì. Chúng ta xem con heo, cái con heo kia giá bao nhiêu. Xem con heo, cái con heo này 800. Mua. Mua cho 800. Đặt hàng thành công. Lấy bản đồ. Đồ. Oh.
What? Không nổ à? Bùm. Nó đi mẹ. Tôi không ăn thua. Ôi. Lại không may mắn rồi. Boom. Good. Đúng rồi, biết rồi, 2D2. Chế đây nhé, R2 R2 D2. Quả này thắng rồi. Chờ ta xem nào.
Chơi con dao cho binh nhà chơi con dao cho binh nhà để chơi con dao cho binh mà này thầy mà này nó kiểu gì hết mà này Bây giờ chúng ta sang màn bot. Yo bot nào. Đó bot ơi. Chết. Se va a ver ya te salió el tripio, boom.
thôi chịu chịu thôi chịu một tí nữa mà phải cái Obi Wan là một tí nữa mà phải cái Obi Wan này. Gotta see what you gotta see. Và có lẽ là phe lợn thì mình sẽ để tập sau. Như vậy chúng ta đã xong tập 3 của Multiverse Power phần 2 rồi. Không biết tập 4 sẽ có và chúng ta sẽ chơi phe khác nha. Và nếu như bạn đã thích cái series Angry Birds Tower tập series này thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đây chính là một cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm rất nhiều video hay hơn. Ok, video này mình xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.